Ngày 19 tháng 10, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết sẽ mời công ty cổ phần cấp nước Chư Sê, huyện Chư Sê lên làm việc nhằm tìm giải pháp không để xảy ra việc ngừng cấp nước cho dân. Trước đó, ông Lê Vinh Thịnh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần cấp nước Chư Sê đã ký thông báo tạm dừng cung cấp nước toàn huyện Chư Sê. Lý do là tài khoản ngân hàng của công ty bị khóa và mất hết tiền, nên công ty không có tiền để thanh toán 41 triệu đồng tiền điện tháng 9. Ông Thịnh cho biết, nhà máy hoạt động từ năm 2018, vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Thời điểm khảo sát dự án, dự kiến có 8.000 hộ dân huyện Chư Sê đồng ý sử dụng nước máy. Dù đường ống đã hoàn thiện, tuy nhiên, khi nhà máy xây xong, đến nay chỉ có khoảng 1.400 hộ đến 1.600 hộ sử dụng nước. Từ khi hoạt động đến nay, công ty gặp khó khăn, thua lỗ từ 500 triệu đồng đến 900 triệu đồng một tháng, phải bán tài sản để bù lỗ. Đến khi dịch Covid-19 diễn ra, công ty không có khả năng bù lỗ. Công ty phải nợ lương nhân viên từ tháng 6 năm 2021 đến nay. Nhiều người đã xin nghỉ việc do nợ lương. Số nợ bảo hiểm hiện tại khoảng 600 triệu đồng.